đêm những khát khao vô bờ. Đêm mới thấy quanh ta nhiều người ngủ mơ. Tìm lại một người nơi đâu, bỏ lại niềm đau chôn giấu. Đêm nay lang thang tìm về quá khứ, có thấy nơi đâu là chốn thiên đường. Chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn anh. Anh Xính có việc đi công tác ở nước ngoài nên không về kịp, nên nhờ em đưa cái này đến cho chị. Cái này mới là quan trọng nè. Đây, quà của chị. Anh Xính đã nói sẽ gọi cho chị sau. Em mang cái này sang đó cho chị. Cảm ơn anh. Ủa, anh sao vậy? Anh à, dạ không có gì, em xin phép chị. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì mà mặt anh xanh lè xanh lét vậy? Mặt tao xanh lắm hả? Ừ, giống mấy con cương thi vậy đó. Ông gặp ma hả? Ừ, tao mới nhìn thấy ma. Vẫn chơi hoài. Thiệt, tao gặp ông anh của mày, thằng Sam, Quân Ghẻ và cả ông Đông nữa. Thôi đi, người chết thì cũng đã chết rồi, đừng có đem người ta ra giỡn như vậy. Tao nói thiệt mà, không lẽ là mấy người này có liên quan đến vụ cướp vàng ngày xưa? Đi mày ơi. Dẹp đi, đi. Alo. Em đã nhận được quà của anh chưa? Em nhận được rồi. Anh làm em bất ngờ quá à. Mà tại sao lại là thỏi vàng này? Anh muốn chứng minh một điều cho em thấy là lúc nào anh cũng quan tâm tới em. Cái thỏi vàng đó nó không quan trọng như em đối với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Vậy ra con Khanh là con của ông Đông hả? Chứ còn gì nữa. Vì vậy á, nó mới quay về tìm cho bằng được 1000 cái vàng. Chắc chắn là ổng đã giấu nó ở đâu đó, chưa kịp xài thì ổng đã ngủm rồi. Thế nào ổng cũng phải để lại tờ chỉ dẫn cho con nhỏ đó. Anh thấy đúng không? Đúng rồi. Tao cũng thấy lạ, tại sao anh Xính lại đem lòng yêu thương con gái kẻ thù? Chắc tại ổng chưa biết thôi. Nó treo hình cả đám giữa nhà luôn đó. Ừ, chắc có lẽ là nó mới treo đây thôi, mà ổng cũng chưa biết được. Em thì không quan tâm.
Anh có nghĩ là mình sẽ kiếm được một cái gì đó trong vụ này không? Ý mày là hai anh em mình hất tay trên của nó? Xét cho cùng thì con nhỏ đó cũng không đáng để hưởng được số vàng đó đâu. Tại vì thằng anh của em và đồng bọn đã bỏ mạng ra để cướp số vàng đó, mà cha nó là thằng ăn cắp. Tóm lại là mày lấy mọi lý do để không rây rứt lương tâm khi cướp lại số vàng đó chứ gì. Vậy anh không muốn hả? Cả ngàn lượng lần đó. Dạ, em chào hai chị. Ừ, chào em. Giới thiệu với em, đây là chị Huệ, bạn làm ăn của chị đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Nghe chị Hoa giới thiệu với em, chị cũng ngưỡng mộ lắm nha. Em cũng chỉ là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu. Người như em á là hiếm lắm đó. Em may mắn được sống ở nước ngoài từ nhỏ, cho nên được tiếp cận với cuộc sống văn minh ở bên đó. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Người như cô Khanh đây nhiều tài lắm đó. Vừa giỏi về nghệ thuật mà rất rành về kinh doanh nữa đó. Không đâu chị ơi, đối với em đây chỉ là bước mở đầu mà thôi. Cái bước đầu của em khiến cho nhiều người phải ái mộ. Em vừa là hoa hậu, á hậu, vừa là phim ảnh nữa. Vậy là đa tài rồi. Ai mà may mắn á được em để ý là có phước lắm đó. Không đâu, em vẫn là người cô đơn, phòng không. Hai chị có tin không? Trời, tự vì em kén quá thôi. Chứ em mà có ý định á, chị giới thiệu với em cả một tá luôn. Tha hồ mà em chọn. Em làm gì mà được như vậy? Chị cứ nói quá à. Thôi, hai chị em ngồi chơi nha. Tôi vô trong một chút xíu ha. Dạ. Cuối tuần này em rảnh không? Đi xem ba lê với chị ở nhà hát thành phố. Dạ, để em coi lịch lại. Xong rồi có gì em nhắn chị nha. Còn chị diễn về chính ở đó. Đây, nó đây nè. Wow, đẹp quá ha chị. Dạ, tài năng nữa. Em cứ sắp xếp đi. Có gì chị qua chị đón. Nhưng mà như vậy có phiền chị không? Không có phiền đâu. Vậy xem ra chị em mình hợp nhau đó. Chị thích em rồi nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Gia đình chị định qua bên đó, có ý định mua một căn biệt thự. Nếu được, em làm trung gian chuyển tiền cho chị nha. Dạ. Dạ, con định mua vé máy bay cho mẹ. Về đây vài tháng với con. Mẹ thấy làm sao? Như vậy tốn kém lắm con à. Đâu có gì đâu mẹ. Con biết là thời tiết ở bển đang lạnh, mẹ thì bị bệnh xương khớp nữa. Con thấy mẹ về đây là hợp nhất rồi đó. Chuyện làm ăn của con á, lúc này sao rồi? Tốt lắm mẹ. Con nghĩ là con đang gặp vận may đó. Con à, làm gì thì làm, nhưng mà con nhớ là đừng có đi theo con đường của ba con đó nha. Mẹ, mẹ nói cho con biết thêm về ba được không? Con không nghĩ ba con là kẻ giết người cướp của đâu. Ừ, ba con không có làm chuyện đó đâu. Theo mẹ biết á, thì ba con rất là thông minh. Bởi vậy á, ông hay lên kế hoạch cho đồng bọn thực hiện những phi vụ. Bởi vì vậy á, ông Sam đại ca càng ngày càng ghét ba con đó.
Vì đàn em trong nhóm á hả, ai cũng ngưỡng mộ ba con nhiều hơn. Nhưng mà mẹ có chắc chắn là ba không có liên quan tới vụ cướp tiệm vàng, giết người dã man chung với ông Quân Dạo Hải không mẹ? Chắc chắn là như vậy rồi. Thôi con ngủ sớm đi ha. Dạ, mẹ cũng nghỉ sớm đi, giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ biết rồi. Anh Luật ơi, anh Luật ơi, anh Luật. Chị Hạnh ơi, anh Luật đâu rồi chị? Tình hình làm ăn của nó vẫn nhộn nhịp chứ? Dạ không, cô Khanh còn e dè ông Xính lắm. Như có vẻ cá đã nằm trên thớt, cô ấy đã bắt đầu đi vào đường dây của ông ấy rồi. Tốt lắm. Cậu đã nắm rõ mỗi tháng chúng tuồn về bao nhiêu vàng chưa? Cái này ông Xính chưa cho cổ giao dịch vàng. Hiện tại họ đang làm mạnh khoản tín dụng ngoài luồng, và hình như có cả mối quan hệ cấp cao. Cao cỡ nào? Một bà vợ của một quan chức nào đó. Biết. Nhưng quyền to cỡ nào, cảnh sát chặn xe ngoài đường cũng có quyền vậy? Chắc cũng phải cỡ thành ủy. Đó, ai cũng có quyền có tiền. Chỉ có những người như chú và cháu gom góp đồng lương mà vẫn bị dân chúng chửi rủa đó thôi. Cháu thấy mọi việc đang thuận lợi. Ông Xính đang từng bước đưa Khanh vào tổ chức của ông ấy. Tiệm vàng của cô ấy là cái mác hoàn hảo để ông ấy đặt đại bản danh ở đây mà. Tốt lắm, tiếp tục mà làm. Quan trọng nhất là chú muốn cháu báo cáo ngay số lượng vàng mà Xính đã nhập về hàng tháng. Cái đó mới là quan trọng nhất. Dạ, cháu biết rồi. Cô đứng dậy đi. Cảm ơn anh. Cô có sao không? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Tôi tự về được. May là có anh, không thì tụi nó cướp của tôi hết trơn rồi. Cô đi lại giờ này phải cẩn thận, ở đoạn đường này hay xảy ra cướp giật lắm. Anh tên là gì? Tên tôi hả? Không cần thiết đâu. Ủa, cô làm gì vậy? Tôi đang lên báo nêu gương người tốt việc tốt. Cảm ơn cô, nhưng cô không được đưa tôi lên báo đâu. Tại sao? Tôi không thích, có vậy thôi. Công nhận con gái anh dữ dằn thiệt á, đúng là cha nào con đó mà. Vậy phải gọi là hổ phụ sinh hổ tử mới đúng chứ. Phải rồi ha.
Phải nói là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đúng không anh? Anh già rồi đó, tóc muối tiêu rồi đó nha. Càng nhìn càng đáng yêu nha. Thiệt không? À, mà tháng này bà chằn nhà anh cho bao nhiêu tiền xài vậy? Anh đưa bóp em coi. Em là gì kỳ vậy? Trời đất ơi, trưởng phòng kinh tế gì mà đi ra ngoài có nhiêu đây thôi hả? Em đừng nói bậy. Đây đâu phải là chỗ mang chức tước anh ra hù dọa. Em không hiểu làm sao mà anh sống được với cái bà chi ly đó nữa. Già rồi, keo kiệt làm gì, chết rồi có may đi theo được không? Không phải, chỉ vì bà sợ hai vợ chồng về già, bệnh tật, rồi con cái nữa. Đó thấy chưa, nhắc tới vợ con anh á, là anh lại như vậy á. Vậy mà nói không có gì đâu, trong khi em lo cho anh như vậy đó. Thì cái nào đúng người ta mới nói chứ. Thời gian qua mà không có tiền của em tiếp tế cho anh là anh mệt mỏi rồi đó. Cứ mỗi lần anh đi tỉnh là mấy chục triệu đồng, bà nhà anh có chịu xì ra không? Anh cũng biết vậy, mà anh cũng biết em dạo này làm ăn cũng rất tốt nữa. Đúng, đúng là rất tốt. Anh mở thêm cho em cửa hàng nữa đi. Trời ơi, sao em đòi hỏi nhiều dữ vậy? Ông Xính đó, suốt ngày cứ than mỗi tháng chỉ phân phối được có vài ký, trong khi khách hàng của em thì đang khan hiếm, kiếm gần chết luôn. Dù gì thì quan hệ của anh với nó cũng phức tạp, em nên cẩn thận. Thì chính vì cẩn thận cho nên em mới kêu anh mở cho em thêm cửa hàng. Bất quá thì bắt ổng giao thêm vàng cho em được không? Vàng lại lên giá rồi. Con biết rồi, ngày xưa nó cũng đứng im rồi tụt dốc không phanh, cái gì cũng vậy, có thời lên xuống chứ. Vậy là cậu đang gặp thời đúng không? Chú cũng vậy thôi. Sao, con đã tăng giá lên rồi còn phàn nàn gì nữa? Không đủ vua tâm xỉa răng. Mà thôi, hôm nay hẹn cậu tới là vì chuyện khác, không nhắc tới chuyện tiền nông nữa. Bây giờ làm ăn khó khăn lắm chú à. Tất cả các mắt xích họ đều đòi tăng tiền lên, mà con đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Chú cũng thấy rồi đó, giá cả ngoài thị trường bây giờ tăng lên so hơn với ngày xưa 3 triệu mấy một cây lần đó chú. Đã nói là không nói về chuyện tiền nông nữa kia mà. Con hiểu, nhưng con muốn nói cho chú biết, con không chi ly hay là keo với chú. Rồi, ghi nhận. Xong, giờ nói vào chuyện chính đây. Được rồi. Sao, ban chuyên án chống buôn lậu của chú tới đâu rồi? Tôi mới được đề bạt làm trưởng ban chuyên án. Vậy thì quá tốt rồi. Tối nay con cho tụi nhỏ nó đem quà mừng qua cho chú. Thôi khỏi, qua cáp làm gì. Tôi đang muốn nói với cậu là con bé Kim trong thời gian tới nó đang muốn xoay vốn để mở thêm một tiệm vàng nữa. Ok, con sẽ cố gắng giúp cho em nó một nửa. Cậu quan tâm tới em nó như vậy tôi rất cảm kích. Chú yên tâm đi, mỗi cửa hàng con sẽ cho thêm hơn 3 ký. Mỗi cửa hàng là 3 ký, 2 cửa hàng là 6 ký rồi. Chú thông cảm đi,
tụi con phải hết sức thận trọng, không được để sơ suất trong vụ này. Tôi ghi nhận. Thôi cứ vậy đi, hợp tác dài lâu. Chúc mừng Mỹ Kim. Hôm nay được mời rượu khách quý, thiệt là vinh hạnh cho em quá. Còn trên cả khách quý nữa. Cậu Xính là đối tác làm ăn lâu dài và trung thành nhất trong số khách hàng của chúng ta. Còn kính chú một ly. Con quên giới thiệu với chú và Kim, đây là Khanh, cô ấy là diễn viên điện ảnh. Còn đây là chú Hưng, sếp phòng cảnh sát kinh tế ở tỉnh mình đó. Ủa, của tỉnh luôn chứ không phải của thành phố hả anh? Chú ấy làm ở trên tỉnh thì cũng coi như là sếp luôn của cả thành phố này. Con mời chú một ly. Chắc đây là cục vàng mới của cậu Xính rồi phải không? Khanh đây còn hơn cả cục vàng của con nữa. Không, bà xã của anh mới là kim cương chứ. Đối với đại gia Hoàng Xính, trên đời này chỉ có vàng mới là đáng quý thôi. Kim cương thì có nghĩa lý gì? Dường như chỉ có mỗi mình chú là hiểu con nhất. Nói vậy thôi chứ anh có làm được đâu. Ý Kim nói vậy là sao? Nếu anh thích vàng, sao anh còn đặt tên con mình là Euro và Đô La? Tôi đã có con đâu. Mà nè, giờ hôm nữa đồng tiền sẽ rớt giá, chỉ có vàng mới không thay đổi giá trị thôi. Nói vậy không được, cái tên là quan trọng lắm, nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời của một con người. Đừng nói anh không tin nghe. Ủa, cũng có chuyện tâm linh nữa hả chị? Chứ sao, cô không nghe nói là những người mà tên Đức thì thường là thất đức lắm sao? Còn mà đặt con tên Hiền thì có ai hiền đâu. Thôi, không triết lý lung tung nữa. Nào, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng bà chủ Mỹ Kim có thêm cửa hàng mới nữa. Chúc làm ăn phát đạt. Cạn ly, chúc mừng. Nào, nào xin mời mọi người. Mời mọi người. Dạ. Sao mình lại quên xin số điện thoại của ảnh vậy ta? Cái gì vậy tụi bay? Trời ơi, cô chủ có sao? Cô chủ, tụi bay ơi, đưa cô chủ đi bệnh viện, lẹ lên. Alo, có phải cô Tâm Anh không? Dạ phải. Tôi là chị sắp bếp đây. Có chuyện gì không chị? Mẹ cô. Mẹ tôi làm sao? Mẹ cô bị phỏng nước sôi nặng lắm. Trời ơi, sao lại như vậy được? Dạo này bà chủ càng ngày càng đẹp ra đó. Người yêu của anh Hưng mà. Chị cho em hỏi, có ca phỏng nào mới chuyển vào đây không ạ? Dạ, đã sơ cấp cứu, đang nằm ở trong phòng hồi sức đó chị. Cho em hỏi phòng hồi sức ở đâu vậy chị? Dạ bây giờ chị đi thẳng. Cô ơi,
Cô đi thẳng vô cái hành lang này nè, rồi cô quẹo trái là tới cái phòng đó. Sao chị lại ở đây? Vậy ai ở trong đó với mẹ em? Vì bác sĩ đang sơ cứu cho nên tôi không được vô. Chị là người nhà của bệnh nhân phải không ạ? Dạ phải. Phiền chị điền cho phiếu nhập viện và đóng tiền viện phí tạm ứng ạ. Sao đưa mẹ em vào đây mà không làm những chuyện này đi? Bác sĩ kêu tôi đóng tiền viện phí mà tôi không có tiền. Tôi chết rồi, cũng chỉ còn có mấy trăm ngàn. Chị gọi điện cho người nhà mang tiền đến, nhanh lên nha chị. Dạ tôi biết rồi. Con gái anh nó gọi nè. Thôi đừng nghe làm gì, chắc nó đang gọi anh để nhắc nhở đừng say xỉn thôi mà. Vậy đi anh yêu, vậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa. Đang sung sướng thì em làm anh cục hứng. Hả? Anh đang sung sướng gì? Anh mơ tưởng thấy ai, khai mau. Làm gì có. Mà anh dậy đi, bộ hôm nay không đi làm sao? Phải chi sáng nào mở mắt ra mà cũng thấy bà chủ Mỹ Kim như vậy thì có phải là đời anh đỡ khổ và không khổ không? Em biết, cho nên em bù đắp cho anh bao nhiêu cái sung sướng rồi đó. Đâu. Anh thấy có ai sung sướng như anh chưa? Nâng khăn sửa túi, cung phụng tận nơi, giống như một ông hoàng vậy. Đây, cháu của anh đây. Anh ăn cháo đi để giả rượu nữa. Còn đây là cà phê của anh nè. Em chỉ cho một muỗng đường thôi. Anh đó nên tập uống ít đường thôi, như vậy mới tốt. Như vậy sẽ vừa giảm cân nè, ít tăng huyết áp, tránh nguy cơ bị tiểu đường, kéo dài tuổi thọ nữa. Em biết không, anh đang có cảm giác giống như là mình đang là Chí Phèo ăn cháo của Thị Nở vậy. Ý anh nói em là Thị Nở hả? Không có. Anh chỉ cảm động quá, đời anh chưa được ai chăm sóc tận tụy như vậy. Anh đừng có mà đem em so sánh với lại bà vợ quê mùa thô lỗ đó của anh. Mấy giờ rồi em? 7:15 rồi đó. Anh còn đúng 15 phút để tới cửa hàng đó. Điện thoại anh đâu rồi? Đây nè. Em tắt máy từ tối qua, con gái của anh nó gọi liên tục. Chết rồi, 23 cuộc gọi nhỡ. Cháy nhà vợ anh hả? Còn hơn lại cả vậy nữa, bà đang bị phỏng nặng, cấp cứu trong bệnh viện rồi. Mẹ sao rồi con? Ba, mẹ bị trượt chân té ở dưới bếp, nước sôi đổ hết lên người. Bác sĩ nói sao? Bị phỏng cấp độ 3 ba. Lớn tuổi rồi, ba phải cẩn thận một chút chứ. Cái gì làm không nổi thì kêu tụi nhỏ nó làm, lúc nào cũng ôm hết việc vào trong mình. Thôi mà ba, đừng có trách mẹ ngay lúc này nữa. Mà sao giờ này ba mới tới? Tối qua bà có công chuyện nhiều quá, đâu có biết là có chuyện nghiêm trọng như vậy đâu. Alo, vợ tao đang cấp cứu trong bệnh viện, làm cái gì mà làm? Thôi. Alo.
bị phỏng nước sôi tối qua thôi. Bây giờ ổn rồi. Tâm Anh. Dạ. Lại đây, ra ngoài một chút với ba. À, chị à, chị coi chừng mẹ giùm em nha. Dạ. Chị thấy đỡ chút nào không chị? Con đang trách ba phải không? Con đâu dám. Ba biết là ba có lỗi, nhưng mà tối qua ba có công chuyện nhiều quá. Quan trọng là bây giờ cha con mình phải thay nhau chăm sóc cho mẹ. À, con đã tìm được người giúp việc chưa? Con đã tìm được người giúp việc rồi, nhưng ba phải sắp xếp mỗi ngày vào thăm mẹ vài phút. Con ngồi xuống đây đi. Ba sẽ cố gắng, nhưng còn chuyện quán xá của mẹ con thì... Con định cho đóng cửa nghỉ một thời gian, nhưng mẹ không chịu. Thu nhập đang tốt mà, sao có thể đóng cửa được? Chứ không lẽ ba muốn con sang đó làm cô chủ nhỏ hả? Vậy còn công việc của con thì bỏ cho ai? Thu nhập của con mỗi tháng không bằng 1/3 thu nhập của quán mẹ con đâu. Thôi, con cố gắng trong thời gian này đi. Nhưng mà... Alo, anh Vinh hả? Em đã đặt bài cho anh trên 25 tờ báo rồi đó nha. Sẵn sàng hết rồi đó. Hủy hết, hủy hết, anh đã nói hủy rồi mà. Sao lại hủy? Anh đã nói hủy rồi. Ba, con nói chuyện điện thoại một chút. Tôi đã nói với bà rồi, không được bán, chờ thêm 2-3 ngày nữa coi sao. Bây giờ người ta kêu đóng tiền viện phí, không đóng là người ta đuổi ra liền á. Thì cứ để cho nó nằm ngoài hành lang vài bữa nữa đi. Vậy sao được, nó đang thở oxy. Làm vậy là giết chết con mình á. Giá vàng mới ngày hôm qua nhích lên được một chút, mình giữ càng nhiều thì càng có lợi. Mà không hiểu hay sao? Thiệt là tôi bực ông ghê á. Bực cái gì mà bực? Con sẽ coi quán cho mẹ. Bể hết xô rồi. Sao vậy? Khủng hoảng tiền tệ, người ta cắt hết tiền tài trợ cho quảng cáo cho BIA trên báo. Sao con bể xô mà ba lại cười? Ba mừng vì con đã có thể gánh vác được công việc cho mẹ. Thời buổi này nên mừng với cái thu nhập trước mắt, không nên mơ tưởng kiếm tiền diễn dòng nữa con à. Cảm ơn con ha. Dạ, hẹn gặp chú lại lần sau. Dạ. Bên bà dạo này bán được quá ha. Nghe nói đang tuyển trợ lý riêng cho bà đó. Hy vọng với cái đà này Tết mình sẽ được thưởng nhiều ha. Để coi, còn tùy thuộc vào độ phóng khoáng của cô chủ nhỏ nữa à. Hên xui. Nghĩ cũng lạ thiệt ha. Cái gì có giá trị càng cao thì lại càng không có mặt hàng để bán. Giá càng tăng thì người ta càng xếp hàng đi mua ha. Ừ, tôi nghĩ chắc vậy á. Wow, đẹp quá. Dạ, chào chị. Lấy chị coi mẫu này đi em. Dạ. Không thích. Dạ. Chị ơi, bên này có nhiều mẫu mới nè chị. Chị coi thử nha. Em lấy mẫu này thử đi em. Dạ, chị lấy vòng đeo cổ hả chị? Dạ. Dạ, chào chú ạ. Tôi mua vàng. Dạ, chú muốn mua dây chuyền, lắc tay hay là nhẫn ạ? À? Tôi mua vàng miếng. Dạ, nè chị. Dạ, chú muốn mua bao nhiêu? Một chỉ, hai chỉ hay là... Dạ, chú đợi con một tí để con tính tiền. Dạ, không sao, chị cứ đeo vô đi. Lấy cho chị cái này nha. Dạ.
Da chị trắng, chị đâu hợp lắm. Dạ chào lắm cô đó. Gói lại giùm chị. Dạ. Em thấy chưa, mới sáng sớm ra mà đã có người mua hàng rồi đó. Hồi chiều tối hôm qua á chị, khách người ta còn chờ hàng dài ở cửa hàng để chờ mua. Em nghe nói là bảo vệ phải giải tán bớt về vì công ty hết hàng á. Cứ cái đà này á, chỗ của mình sẽ không còn vàng miếng để mà bán. Dạ. À, sao chị không hỏi thử anh Xính xem giới thiệu cho mình vài nguồn cung mới. Chị em thấy bạn của anh Xính làm trong mấy công ty vàng nhiều lắm. Ảnh thường giới thiệu cho người ta bỏ sỉ mối vàng cho mấy tiệm vàng mà em từng làm á. Bỏ sỉ là sao hả em? Không phải là ai cũng mua vàng miếng từ nguồn của SJA hết hả? Cái này thì em cũng không rành lắm. Chắc là chị phải hỏi lại anh Xính thôi. Mà em được biết á là do mối quan hệ nào đó mà có lúc á ảnh giới thiệu cho người ta nguồn cung vàng miếng SJA thứ thiệt, nguồn cung vô tận. Rồi có lúc á ảnh giới thiệu cho người ta nguồn cung vàng thô cho mấy tiệm vàng người ta bán nhỏ lẻ ở mấy tiệm trang sức, họ đem về phân kim làm thủ công bằng tay. Ừ, mua vàng thô thì hơi bị phiêu lưu, dễ bị nghi ngờ là mua vàng lậu và không rõ nguồn gốc nữa. Không có đâu chị, em thấy người ta thu mua có chứng từ hẳn hoi mà. Người ta còn thu mua vàng thô ở trong dân chúng rồi bán lại cho mình để kiếm lời nữa đó. Cứ cho là vậy đi, nhưng mà ai sẽ chịu mua lại vàng thô của mình chứ? Thì mấy tiệm vàng thủ công và SJA là đối tác lớn, người ta mua lại của mình rồi đem về dập thành vàng miếng nữa. Nhưng mà em nói là anh Xính nắm hết những mối quan hệ này hả? Dạ chị. Anh có cái này tặng cho em. Cái gì vậy anh? Ờ đây là... Thôi mình ngồi uống nước cái đã. Anh tặng cho em cái này là nhân dịp gì đây? Hội lương thực lúa gạo miền Tây tổ chức cuộc thi người đẹp lúa gạo. Anh đề nghị họ làm cái này để trao giải. Ý tưởng thì hay, nhưng mà giá trị giải thưởng thì hơi thấp đó. Ý em là nó nhỏ quá. Để coi. Nhẹ tên như vậy thì chắc là chưa tới 5 chỉ á. Em càng nói chuyện càng ngày ra dáng bà chủ tiệm vàng rồi đó. Cứ hở em mở miệng ra là lượt với chị. Như vậy mới xứng đáng là bạn của anh chứ. Thôi anh đừng chọc em nữa. Anh có chọc gì đâu. Đây mới chỉ là hàng mẫu thôi, nhưng mà nó đã 5 chỉ đó. Ừ. Anh đã đưa cho họ xem rồi và họ đã đồng ý. Anh sẽ cho thợ làm hàng thật, nó tới 5 cây lần. À. Thực ra thì dạo này anh cũng hơi bận, cho nên ít khi tâm em được. Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh? Em chỉ muốn mời anh đi ăn trưa thôi. Chắc có lẽ để lúc khác đi. Anh ghé qua đây để coi em muốn nói gì, rồi xong anh đi ngay. Em muốn nhờ anh giới thiệu thêm cho em vài nguồn cung cấp nữa. Em nghe nói là anh có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh vàng lắm. Đúng rồi. Nhưng mà anh nói trước, một khi đã bước vô rồi thì khó bước ra lắm. Muốn ra thì ra thôi, tại sao lại khó? Cái khó ở đây là vì em đã bước vào rồi, lời nhiều quá em không muốn bước ra. Làm gì có chuyện đó, anh không cần phải lo cho em đâu. Ok, có gì anh sẽ giới thiệu em với một số người bạn của anh.
lắm về nơi này, dẫu ký ức tăm tối một mình thôi. Đón tia nắng kia sớm mai yên bình, băng qua để tìm lại bóng hình. Có cơn gió nhẹ đến hay vô tình, mang mùi hương nhẹ trong nắng vàng, để ngàn phút giây ấm mau quay về, mang ai băng qua cơn mùi mê. Mùa xuân đến kẻ vô tình, mang dấu yêu ai bên ai về lại bên nhau. Ngày tăm tối đã xa rồi, cho ấm hơi cho đôi môi ghé sát làn môi. Đã qua rồi, đã xa rồi, gạt nước mắt có những tiếng nói cười hâm hồn. Giấc mơ nào, giấc mơ nào vẫn nguyên vẹn, thật thà nào vẫn còn chờ ai, thật nhẹ nhàng.